Khỏe không bà? Dạ khỏe. Cho tôi mượn coi. Vui lắm. Mày chùa. Ông như tính về hả? Mượn chút đi. Nhồi hả mày? Coi xong tôi trả lại. Ai? Giỡn hoài. Trời, không có gì hết trả nè. Thục. 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 Trời, sao vậy? Bị sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao vậy Thục? Sao vậy? Thục, nói nghe coi. Thục, sao vậy? Sao vậy? Con bị gì vậy? Cái gì vậy? Em bị nhức đầu phải không? Không phải đâu, chị không có tâm lý rồi. Hồi nãy trước khi vô làm á, em nghe rột 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 rột. Em tưởng là tiếng máy kêu hay là cái gì. Cái em mới suy nghĩ, em mới biết là tiếng bụng của Thục kêu. Là sáng không đi ăn sáng, cho nên là đau bao tử mới khóc nè. Để tôi mua cóc ổi hay gì cho bà ăn nha. Trời ơi, người ta đau bao tử mới cho ăn cóc ổi. Được không? Dạ. Mấy người làm gì dữ vậy? Tụi em dạ. Là tại vì ở đây ai cũng khùng hết trơn. Thôi để con em gặp vấn đề gì phải không? Phải không vậy? Hay là lỡ thọt tai vũ điện em mới bị giật. Trời đất ơi, điện giật mà còn ngồi đây đó hả? Vô gì nghĩ mà đã tặc còn cái gì? Đúng rồi. Có chuyện gì thì nói đi. Thôi thôi thôi, mấy anh chị về đi. Để từ từ em hỏi nó. Chắc có chuyện gì khó nói. Hỏi xong kể chị nghe nha. Dạ. Có chuyện nghe đừng khóc nữa. Về đi. Dạ. Về đi. Thôi tôi đi về. Khùng hả? Chị kể cho em nghe cho em biết. Về đi. Đi. Thôi không có chuyện gì đâu. Các cô cứ làm việc đi. Nín đi đừng khóc nữa. Mày sao vậy? Bộ mày á khẩu rồi hả? Mày nói không? Tao nhéo á. Để tao nói. Ừ, nói đi. Phải khai báo thành thật à nghe. Mày nói không? Nói đi, tại sao mày không nói? Tại... Tại... Tại ông Kiệt phải không? Ông Kiệt lén chọc mày trên Zing Chat phải không? Mày nói đi, có phải không? Tao xử cho. Không phải. Vậy chứ tại ai? Tại... Tại cái chuyện mới post trên blog á. Nó là sao? Nó làm tôi cảm động. Hả? Vậy là mày khóc? Hả? Trời đất quỷ thần ơi. Ủa? Chuyện gì vậy? Chỉ tại cái tật bích ước kinh niên của nó mà khiến bao nhiêu người phải lo sốt gió. Sốt gió gì đâu. Mày làm cho mọi người bỏ bàn bỏ ghế chạy tán loạn cả lên, mà không phải là lo sốt gió hả? Thôi đừng có cãi nhau nữa. Có chuyện gì cứ nói anh nghe coi. Có gì đâu. Tại nhỏ này nè. Sao? Thì nó nhõng nhẽo chứ sao. Đang ngồi duyệt lóc, thấy một lóc đang chuyện ngắn, nó đọc xong nó ngồi nó khóc nó ướt vậy đó. Trời ơi. Trời. Hết biết. Ủa, bộ trong chuyện có người chết thảm lắm hả Thục? Không có. Hay là trong chuyện có một cô gái nào đó bị tai nạn đụng xe rồi không chết. Cái đứng dậy cái té xong cái chết đuối. Làm gì có chuyện đó. Cháu sao khóc? Dạ, tại trong chuyện có con chó. Con chó nó sao? Con chó nó đi lạc. Rồi sao? Con chó nó đi lạc rồi sao? Vậy đâu có sao. Nó đi vòng vòng, chắc lát cũng kiếm được đường về nhà. Trời ơi, vậy cái gì đâu mà khóc. Ờ, vậy khóc có gì đâu đó. Ủa sao dạ, vậy? Đâu có gì đâu. Nhưng mà đọc tới chỗ con chó nó đi lanh quanh, gặp chỗ nào cũng nhào vô đánh hơi. Tự dưng thấy tội tội nên khóc. Trời ơi, khùng ơi là khùng. Quá bà nội ơi. Mày á, đúng là dư nước mắt mà. Ê nói nghe nè, bữa nào á tao xin một ít để dành tưới cây nha. Trời ơi, em xin chị, chị cho em giây phút bình yên. Một ngày mà chị làm mấy tăng như vậy em lướt bóng luôn quá. Làm việc đi. Mấy em ơi, xin giới thiệu cho mấy em, đây là anh Bông, làm ở báo Tuổi Hoa. Xin chào các bạn. Xin chào. Cảm ơn. Anh Bông muốn tới đây để tìm hiểu thêm về blog và xu hướng giải trí của giới trẻ hiện nay để viết báo, nên anh xin tới đây để thâm nhập thực tế. Xuyến, Cúc Hương, Thục, vô phòng họp với chị đi. Xin mời anh. Cảm ơn các bạn.
Xin giới thiệu với anh, đây là Cúc Hương, đây là Xuyến, dạ. Còn đây là Thục. Chào chú. Bà cô gái trẻ nhất của công ty, hiện đang là học sinh. Đây cũng chính là đối tượng anh đang muốn tìm hiểu đúng không anh? Rất hân hạnh được gặp các cô ở đây. Dạ, dạ. Rất mong được sự giúp đỡ của các cô. Cảm ơn Kim Khánh. Nếu như không có gì thì cho phép tôi được trao đổi với các cô ở đây có được hay không? Anh cứ tự nhiên. Anh Dân đã lệnh cho tụi em tạo mọi điều kiện cho anh làm gì ở đây rồi mà. Ba em. Cảm ơn nhiều lắm. Tiếp chuyện giùm chị nha. Dạ. Em đi. Dạ. Các cô có thể cho tôi biết vì sao mà các cô ngoài cái việc học rồi xin làm thêm ở công ty này có được hay không ạ? Dạ, tại hè ở nhà chơi hoài rồi cũng chán, mà học riết thì cũng stress mất. Xin đi làm là cách tốt nhất để học hỏi kinh nghiệm và tích lũy kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho tương lai của mình. Mà đi làm thì cũng giúp gia chạm thực tế, mà cũng giúp cho con chín chắn hơn. Vậy còn hai cô? Tụi con cũng vậy. Cả ba đứa chơi chung với nhau từ năm lớp 9 tới giờ. Đi đâu ba đứa cũng có nhau hết. Ồ, vậy à. Các cô có làm chung một công việc với nhau hay không? Mỗi đứa một việc. Chú có thể khai thác con nhỏ này nè. Nó phụ trách mảng văn hóa văn nghệ trên các lớp. Nói chú hay, con nhỏ này văn thơ lai láng lắm. Vậy à. Không ngờ trong thời buổi này lại có người yêu văn chương lai láng đến như vậy. À, chú ơi, cho con hỏi. Chú làm báo lâu năm, chắc chú biết nhà thơ Tóc May chứ ạ? Có phải nhà thơ Tóc May là một blogger với nickname là Thích Si không hả chú? Tóc May hả? Có biết. Nhưng mà vụ anh làm blogger thì thật sự tôi không có nghe. Ổng ra sao hả chú? Sao là sao? Nghĩa là ổng có đẹp trai hơn chú không đó? Ồ, các cô cứ chọc tôi hoài. Tôi mà đẹp trai có nổi gì? Đó là chú khiêm tốn mới nói vậy thôi. Dạ thôi, Tóc May đẹp trai hơn tôi nhiều. Vậy bữa nào chú giới thiệu tụi con gặp ổng được không? Giới thiệu thì tôi sẵn sàng. Nhưng mà ổng có chịu gặp hay không lại là tùy thuộc vào chuyện của ổng. Chú cứ nói với ổng á, là ở công ty Zin có ba con nhỏ rất ái mộ và ngày đêm mong mỏi được gặp ổng á. Chú ơi, chú hỏi giùm con luôn là ổng có phải là blogger với nickname là Thích Si không nha chú? Được rồi, tôi sẽ hỏi. Chú nhớ nói giùm là tụi con rất thích thơ của ổng. Dạ, đúng rồi đó. Nói không phải nịnh chứ, thơ ổng là khó hiểu quá chừng luôn. Ôi trời ơi, sao hôm nay người ta khéo nịnh quá vậy ta? Còn đâu là cái khí tiết hồi bữa nóng giận đùng đùng rồi bỏ về. Lại gây chuyện nữa đi. Cảm ơn em. Ngon lắm á. Ngon mày. Ngon ha. Ngon. Anh, sao dạo này á, anh Kiệt với anh Xuyến không còn gây nhau nữa ha? Mà hình như á, anh Kiệt giải tán hội bà Tám rồi thì phải á. Hèn gì mù quá. Đúng không? Mày. Mày làm cái gì quá. Ngon không anh? Của con Xuyến đó. Cây nhà lá vườn mà. Ủa? Nhà ở thành phố mà vẫn trồng được cái ổi bự vậy hả? Trồng đâu mà trồng. Của bà dì con Xuyến, đem từ dưới Bình Dương lên đó. Thì bà trồng coi như là cây nhà lá vườn đi. Thiệt tình. À anh, chiều nay mình đánh xong bá tuổi hoa mình làm gì nữa? À, tụi em nhập tiếp giùm anh cuốn này. Sao mày tiếp giùm cái màu kỳ kìa. Đó, cái màu này lại cho chị nha. Dạ. Nè, đó, nó giống như dạ. Cái màu này nè. Việc thứ hai là các em kiểm tra trên các banner, trên blog của khách hàng của công ty chúng ta mà chúng ta đã hướng dẫn cho họ, coi họ có ok hay không. Việc thứ ba mới là quan trọng.
Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ dạy cho các em sử dụng chương trình Paymaker. Sắp tới các em sẽ phụ anh dàn trang luôn. Ủa, trước đây anh với anh Dân vẫn dàn trang mà. Anh Dân bây giờ thì lo bận lập chi tiết cho một số chiến lược mới của công ty rồi, và đang thành lập một trang web cùng với trung tâm thông tin và tư vấn dịch vụ giải trí trực tuyến lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam, có tên là OIC. Nên bây giờ chỉ còn mình anh thôi. Vậy anh Dân không còn ở đây nữa hả anh? Anh Dân ở đây chứ ở đâu? Làm gì mà dữ vậy? Cuốn lên à? Thì tao hỏi cho biết vậy mà. Làm chung với nhau thì phải quan tâm tới nhau chứ. Dữ không? Trước đây có thèm quan tâm đến ai đâu. Dán anh Dân có một chút là mày hỏi tới à? Sao không hỏi anh Hoàng Anh đi? Hả? Thôi, không dám đâu. Hỏi anh Hoàng Anh á, cho mày xé xác tao ra hả? Nhanh lên, chạy đi. Chú, dạ, chú tới lâu chưa? Dạ, ngồi đi. Dạ, chào chú. Mời ngồi. Dạ, cho em gửi. Cảm ơn chị. À, các cô dùng gì? Uống gì tụi bay? Một sinh tố dâu, ít đường. Biết rồi. Dâu hả? Nhiều đá nha. Chị, dạ, cho em một sinh tố samoche. Dạ, sinh tố dâu nha. Cảm ơn chị. Đây, gửi các cô. À, coi như là món quà cảm ơn của tôi. Cảm ơn chú. À, nhờ các cô mà loạt bài phóng sự viết về đời sống cư dân mạng. Dạ. Và các blogger của tôi khá thành công. Chú ơi, cảm ơn. Mà có vậy thôi thì quả là còn thiếu nhiều quá đó. Còn thiếu gì nữa cô Cúc Hương? Ủa, chú còn nhớ tên con hả? Có gì khó đâu cô. Thiếu gì cô cứ nói. Nếu tụi tôi có khả năng. Cái này dứt khoát là chú có khả năng làm mà. Đó là cảm ơn chị. Đó là cái gì? Đó là mỗi khi báo in ra, chú phải tặng cho tụi này mỗi đứa một cuốn. Ồ, tụi chuyện gì? Chứ chuyện đó đâu có gì là khó. Nhưng có một chuyện quan trọng khác mà chú quên nghĩ tới. Chuyện gì vậy cô Xuyến? Chuyện của tụi này nhờ chú bữa trước đó. Chuyện gì vậy kìa? Vậy là chú quên thiệt rồi. Chuyện mà tụi này nhờ chú giới thiệu làm quen với nhà thơ tóc mây á. Chuyện đó đó. Đúng rồi đó. Không phải là tôi quên. Là do hôm nay tôi không có gì gặp ổng. Ổng bệnh hả chú? Không phải, ổng đi công tác xa. Nhà thơ mà cũng đi công tác nữa hả? Con tưởng là nhà thơ chỉ ở nhà làm thơ thôi chứ. Đâu có đơn giản như vậy. Nhưng các cô yên tâm, khi nào ông về á, tôi sẽ nhắn liền. Chú nhớ nha, con thuộc nhà này mà không gặp được thi sĩ tóc mây thì nó ăn không ngon, ngủ không yên cho xem. Cái con nhỏ của Hương này, nó bậy nè. Đúng rồi đó. Nó bậy hồi nào? Học sinh giỏi văn mà gặp thi sĩ giỏi thơ là xứng quá rồi còn gì nữa. Muốn gì nữa? Ơi, mày đứa này cho quý giùm tao đi. Hồi nãy tôi coi trên web đó. Ê, Sĩ, mày thấy sao? Nhìn dễ thương. Hồi này được chứ mày? Để một chút tôi kể cho bà nghe. Sao cô chọn màu gì mà coi nhức mắt dữ vậy? Tôi thích vậy. Tôi mới bà nghe tôi kể. Đó là màu cáo kỉnh. Cho tôi ăn gì đi. Hả? Được không? Được thì màu cáo kỉnh. Tên gì lạ vậy? Không có gì là lạ hết. Bữa nào cáo kỉnh á, thì tôi chọn màu này. Vậy thôi. Tại anh không để ý đó chứ. Màn hình của nó mỗi ngày một màu. Nào là nhớ nhung, hy vọng, u buồn. Giọng phát mệt. Kệ tao. Mày lạ cái gì quá. Ê, chỉ quá. Vậy bữa nay cô cáo lắm hả? Đếm chuyện khác thôi. Chứ còn gì nữa? Ê, sao mày thích chị, cái mà ai làm gì mà cô nổi cáo? Dạ. Thì anh chứ ai. Dạ.
em làm rồi. Tôi chứ còn ai vô đây nữa? Tôi làm gì đâu mà cô cáo. Ai biểu hồi sáng anh la tôi chi? Tôi la cô hồi nào? Thì lúc mà tôi đang chơi game đó. Trời đất, cái cô này, tôi sợ cô mãi chơi. Quên cái banner tôi giao cho cô thiết kế nên mới nhắc nhở. Chứ có la hồi nào? Nhắc nhở thì cũng coi như la, còn gì nữa. Tụi em. Dạ. Lại đây, chị nói nghe nè. Dạ. Có chuyện gì vậy chị Kim Khánh? Gọi mấy đứa nè. Gì chị? Gì chị? Tiền lương tháng này của tụi em đó. Trời đất. Dạ. Dạ. Làm ăn bết bát như tụi em mà cũng có tiền lương nữa hả chị? Mấy đứa làm tốt nhiều rồi, ráng hơn chút nữa nghe chưa? Dạ. Dạ. Thôi, mấy đứa về đi, chị qua gặp anh Dân có công chuyện chút. Dạ. Dạ, chào dạ, cảm ơn chị. Bao nhiêu vậy mày? Một triệu lận đó. Wow. Sao nhiều dữ vậy? Kiểu này thì giàu to rồi. Chừng này mà nhiều cái gì? Vài tháng nữa quen việc rồi lương còn nhiều hơn đó. Nhưng tới lúc được tăng lương thì tụi mình đã nghỉ mất tiêu rồi. Sao lại nghỉ? Hết hè thì phải nghỉ, giờ còn đi học chứ. Bộ mày tính nghỉ học ở đây làm việc với nhân dân của mày luôn hả? Nhỏ này, còn 2 tháng nữa mới nhập học lận mà. Mà sao mày cứ gán ghép tao hoài vậy? Bộ mày không nhớ anh Quần Anh của mày hả? Nhớ chứ sao không. Sao bây giờ ganh tị hả? Nhưng chỉ là 1 tháng nữa thôi, tháng sau là phải ở nhà lo ôn tập nữa chứ. Hay bây giờ mình lên mời mọi người đi ăn bánh xèo ha. Mời anh Hoàng Anh, anh Kiệt, mời chị Kim Khánh đi luôn. Chịu không? Bộ mày tính rửa tiền hả? Nhưng mà được đó, chuyện này để tao. Đi. Cái này đẹp hơn. Cái này đẹp mà. Đây. Chú. Chào chú. Quà tặng cho các cô đó. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Dạ thích. Nhưng còn chuyện kia thì sao hả chú? Chuyện gì? Con Thục mà hỏi thì chỉ có chuyện nhà thơ tóc mây thôi. Chứ còn chuyện gì nữa chú? À, nhà thơ tóc mây đó hả? Mấy bữa nay tôi cũng chưa có gặp ổng. Bộ ổng đi công tác lâu như vậy hả chú? Thì đi ổng đi họp cộng tác viên ở ngoài miền Trung xa lắm. Tôi hứa khi nào ổng về tôi sẽ báo cho mấy cô biết. Thôi được rồi, chuyện đó sẽ rồi đi, từ từ tính. Còn bây giờ chú nói thiệt đi, chú để bánh trái gì trong này mà ngó nặng như vậy? Sao chú còn chưa lấy ra nữa? Lấy cái gì mới được chứ, hồ sơ giấy tờ không hà, không có bánh trái gì đâu. Vậy mà con cứ tưởng nhỏ này. Ê. Chờ tao chút. Ê mày nhanh lên. Hơn 12 giờ rồi. Làm gì bên đây xiên quá vậy? À, sáng nay nít tôi bún bò với gói xôi nên giờ no rồi phải không? Không có phải. Trưa nắng chang chang, bụi bặm đầy đường, cứ chạy tới chạy lui hoài, tao quải quá. Chứ mày muốn cái gì? Tính ăn dạ ở công ty chắc. Tao thấy hay là trưa mình ở lại đây quách cho rồi. Ủa, sao trước giờ tao đâu thấy mày đá động gì tới chuyện này đâu. Tự nhiên hôm nay nảy ra ý định này ở đâu vậy ta? À, phải rồi, anh Dân hình như bữa trưa cũng ở lại phường. Bậy nè, con quỷ. Sở dĩ trước đây tao chưa nghĩ tới chuyện này là tại vì tụi mình không có tiền. Còn bây giờ có lương rồi, mình ở lại đây cho nó khỏe. Mày thấy sao? Thì tao cũng thấy giống mày vậy đó. Vậy là đồng ý rồi ha. Còn mày thấy sao? Tụi mày sao tao vậy? Có khi ở đây còn được ngủ một giấc, chứ về nhà ăn cơm xong chưa kịp uống nước lại phải đi tiếp rồi. Vậy thì tao tuyên bố, kể từ trưa nay mình sẽ chính thức ở lại đây. Tao đã nghĩa rồi, có một quán cơm ở gần đây ngon bổ rẻ. Bây giờ tụi mày theo tao đi. Nhanh lên. Đi. Đi.
Trời ơi, có cái này lạ lắm tụi bay ơi. Cái gì vậy? Tụi bay vô lóc của Tixi đi. Tixi hả? Lại con mắt đỏ con mắt vàng nữa hả? Gửi tao coi coi. Thôi coi đi. Trời, bà này có liên quan tới con Thục nhà mình. Lại bị chuyện nữa đi. Ôi, không tin hả? Lại đi đi. Lại đi. Nè. Nè. Đâu? Nè. Tặng TH kìa. Xế. Vậy mà cũng dám nói là tặng tao. TH là tên mày chứ ai. Thiếu gì người tên TH. Thanh nè, Thu nè, Thủy nè. Làm như có mình tao. Thôi 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 thôi. Mày tóp cái miệng mà giùm tao đi. Để tao đọc cho mọi người nghe coi. Có phải là nhà thơ Tóc Mây tặng mày không nha. Xin đừng buồn em nhé. Mùa xuân xanh qua rồi, xin em đừng tựa cửa. Lá vàng nào không rơi, mùa thu nào không vàng, bóng chiều nào không trôi. Gặp nhau làm chi vội, để mai người xa tôi. Mày thấy không? Đúng chấp rồi. Dứt khoát, bài thơ này là viết tặng con Thục. Sướng ha. Được nhà thơ nổi tiếng viết thơ tặng kiểu này, mày sắp nổi tiếng khắp cộng đồng dân cư trên mạng rồi đó. Tụi mày á, nó bậy không à? Chứ sao nữa. Ê, ngày nào cũng đòi gặp nên người ta mới nhắn. Gặp nhau làm chi vội, để mai người xa tôi. Đó là nhà thơ sợ mối tình của mày với nhà thơ chưa kịp xây lên đổ sụp xuống. Đủ rồi nghe. Ủa mà chính mày đòi gặp nhà thơ Tóc Mây đầu tiên chứ bộ, giờ tự nhiên đổi thừa cho tao à? Ừ, thì chính tao là đứa đầu tiên. Nhưng tao chỉ nói chơi thôi. Còn mày không phải là đứa đầu tiên. Nhưng mà mày nhớ thương ổng thiệt. Đừng có xạo. Tao nhớ thương ổng hồi nào? Không nhớ thương mà mới nghe chú Bông bảo không gặp được nhà thơ Tóc Mây, mày đã cuốn lên hỏi han lung tung. Nào là ổng bệnh hả chú? Ổng có mệt không chú? Có cần con tới cạo gió giùm ổng không chú? Ổng có... Dẹp mày đi, tao không nghe nữa đâu. Gì vậy? Sao không lo ăn đi? Làm gì mà mặt mày nghiêm trọng quá vậy? Tao đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Tao đang suy nghĩ về ý tưởng lãng mạn trong bài thơ đó. Trời, có mấy câu thơ thôi mà. Làm gì mày lao lực quá vậy? Tao hiểu ra rồi. Hiểu gì? Hiểu gì nó đại cho rồi. Hiểu gì? Từ từ. Cứ làm bộ làm tịch hoài à. Mày phải bình tĩnh. Chuyện tình cảm không thể nóng vội được. Tình cảm cái móc xì. Đừng có tự dối lòng. Nhìn cặp mắt chớp 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 của mày là tao hiểu liền. Mày nghe tao hỏi nè. Hỏi gì thì hỏi đi. Một năm có mấy mùa? Đương nhiên là 4 mùa. Không có đương nhiên đương nhiên gì hết. Trả lời thật chính xác. Vậy trong 4 mùa đó, mùa nào được coi là đẹp nhất? Đương nhiên là... À quên. Thì mùa xuân, mùa thu. Còn bây giờ là mùa gì? Mùa hè. Đó, thấy chưa? Thấy gì? Thì thấy tình ý của nhà thơ Tóc Mây gửi cho mày, chứ còn gì nữa. Tình ý gì đâu? Mày ngu quá à. Ngu ơi là ngu nè. Nghe đây nè. Mùa xuân và mùa thu là 2 mùa đẹp nhất trong năm, đúng không? Đó là mùa tình yêu đơm hoa nảy nở. Còn mùa hè thì nóng nực. Nếu mà tình yêu ló mặt ra thì sẽ bị cháy rụi ngay. Rụi ngay. Do đó nhà thơ mới than là mùa xuân xanh qua rồi, mùa còn xuân mùa xanh thu thì chưa tới. Nên nhà thơ mới dặn mày ráng đợi tới mùa thu rồi hẳn tỏ tình, hiểu chưa? Đợi tới mùa thu mới tỏ tình.
có mày tỏ tình thì có. Rồi ổng sợ mày, đem trái tim trao cho một người khác. Ổng bèn động viên: bóng chiều nào không trôi. Ý nói là thời gian trôi nhanh lắm. Thời gian mày nhanh đừng lắm. Nên sốt ruột. Mày đừng nên sốt ruột. Không biết ai đang sốt ruột à? Thì mày với ai? Mày ăn ốc cho đã vô rồi bắt tao đổ vỏ hả? Bài thơ này thích thị sĩ tóc mày. Chính viết xác thuộc nhà mình. Đúng. Nhưng công bằng mà nói, công bằng mà nói, con thuộc nhà mình vẫn chưa ăn được con ốc nào. Chưa ăn. Nó ăn dụng, sao tao mày biết được? Đúng không? Đi. Quá nhiều chuyện. Có cái này nè. Cái gì đây? Vậy à, trời. À, trời ơi. Con này. Có gì đâu. Tao post mấy tấm hình lên mạng chơi đó mà. Con này. Ngày mai á, mày sẽ là người nổi tiếng, cả công ty đừng biết hết. Nhờ tao đó nha.
Cảm ơn tôi đi, cảm ơn tôi đi. Hình đẹp quá. Cảm ơn á. Ây. Mày đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Cảm ơn đi, cảm ơn tôi đi. Hả, cảm ơn đi. Nhẫn đâu. Mày rảnh quá ha. Bộ mày không làm gì hả? Thì tôi có một cái mail của một blogger đàm luận về âm nhạc. Người ta đang bảo tao là bữa nay phải trả lời mail mà tao quên mất, nên giờ phải check mail lại đó mà. Tối nay hả? Tao mắc kẹt rồi. Ê, giờ này mày hơi lạ nha. Cúc Hương, ôi vậy ôi cái gì vậy? Tao nói nghe nè. Ê mày, tao nghi lắm. Nghi gì? Con Xuyến đó đấy, nó là sao? Nó làm cái gì á mà trưa nào cũng lây hoay trên máy vi tính cả buổi trời luôn mày? Cái con này thì nó đọc với trả lời mail chứ làm gì nữa. Không phải. Chứ theo mày, nó làm gì ngoài? Tao không biết, nhưng chắc chắn không phải là chat mail. Mà sao mày biết? Thì tao đoán vậy, chứ chat mail lúc nào làm mà chẳng được. Ừ. Ừ, đáng nghi thiệt đó. Ê, 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 tao với mày ra ngoài đó coi nó làm gì đi. Khoan đã. Tụi mày làm cái trò gì vậy? Chính mày mới phải trả lời câu hỏi đó đó. Tụi tao muốn biết mày làm cái trò gì ở ngoài này. Trò gì đâu. Mày không làm gì mờ ám thì để tao coi. Trời ơi, cái gì vậy nè? Cái gì vậy? Có gì đâu, đây chỉ là những bài nhạc mà một blogger gửi cho tao, trao đổi với tao kinh nghiệm về mix nhạc. Toàn nhạc đen không à? Không lẽ trưa nào mày cũng mix nhạc vậy hả? Thiệt không? Thì anh chàng Kiệt chỉ cho tao làm mà. Tao phải tập làm cho quen chứ. Không biết bao giờ tao mới làm được. Tôi được phép tắt máy đi nghỉ chưa? Thưa hai ngài thám tử. Thì đóng đi. Ra ngoài. Đi. Cũng tại mày hết đó. Đa nghi như Tào Tháo, làm con Xuyến có dịp cười vào mũi. Bộ mày tin đó hả? Mắt của mày cũng thấy mà. Thiệt giả gì nữa. Nhưng mà tao nghi lắm. Những bản nhạc đó có cái gì đó không bình thường. Cái gì không bình thường mới được chứ? Tao hỏi mày nè, nếu là những bản nhạc mix bình thường, sao nó không đưa cho anh Kiệt coi rồi post lên câu lạc bộ âm nhạc trong website? Ý mày nói là con Xuyến đang làm trò gì giấu hai đứa mình hả? Thì đại loại là như vậy đó.
Ừ, có thể lắm. Chứ mít nhạc là chuyện như ăn cơm bữa, có gì gấp gáp đâu mà nó phải làm suốt buổi trưa như vậy. Mà hả, con Xuyến đâu có phải là đứa siêng năng dữ gì đâu. Nhưng mà có điều, làm sao để giải mã được cái thứ mật mã này đây? Tao đã có cách. Cách gì? Hình như á, anh Hoàng Anh không những giỏi thiết kế mà cũng rành âm nhạc lắm. Nghe nói hồi nhỏ anh có học nhạc họa. Hay là tụi mình sẽ copy những bản nhạc đó rồi đưa cho anh Hoàng Anh coi. Hay đó. Ê, mà làm sao copy? Có gì đâu. Ngày mai á, tao hay mày tìm cách dụ nó đi ra ngoài. Xong tụi mình sẽ thừa cơ hội đó vào mấy nó rồi vô mở mail. Copy một cái là xong. Vậy thì ok. Thông minh quá à. Đi ăn cơm. Ừ? Chết rồi. Mày với con Thục qua quán kêu đồ ăn trước đi nha. Tao phải gửi một cái mail kèm file thiết kế cho anh Hoàng Anh. Chiều nay anh phải làm gì với khách hàng gấp. Nhưng mà lương tiện, cho tao mượn máy tính của mày luôn nha. Máy tao bị đứng rồi. Sáng giờ tao check file hoài mà không được. Lẹ lẹ lên đi nha. Cả ngày không làm, giờ mới quýnh lên. Thì giờ tao mới xong việc. Thôi đi lẹ đi, sắp hết chỗ rồi đó. Làm xong nhớ lóc ao máy cho tao đó. Biết rồi, 5 phút nữa tao xuống liền. Đi đi. Đi đi.